con cá bự gì nè cả nhà. Ngồi được cái lâu biết nói chuyện luôn. Đó. Mà đây lần đầu tiên mới ngồi được cá thác lát lớn nè cả nhà. Cá này cá thác lát nha. Cái đống cà nó có rồi đó. Hết nước luôn.
kỹ luôn đó. Mấy con cá bự dữ lắm đấy nè. Bà tám ơi, tám nó quọn cái đầu nó quá trời luôn. Tám ơi, kéo cái này bà tám ơi. Cái gì? Bà tám ơi, cái cá chặt, cái cá chơi gì đây nè. Bà tự nhiên đi.
đè cái đầu xuống, đè xuống nha, nha, đè đầu xuống. Đừng sao vừa đấy. Trời ơi, cháy quá. Trời ơi, trời ơi. Ôi ôi. Trời ơi. Trời ơi, cái vô máy rồi. Mẹ ngồi. Đạp dưới vợ luôn cái nhà. Cái đồ đèn bên đây ngon dữ vậy đèn. Đó quá trời kìa, nhìn nó cái gì cũng hoài thế á, cái gì rất nhỏ mà, nhặt lại nó đây, để cây đi rồi đó, tới chỗ sâu lắm, chơi nữa này trời. Đâu có kéo đâu mà dính được. Bỏ miếng vậy chứ hả? Ủa trong cái lỗ mũi á. Có một con cá sạc trong đó đó bà. Mình dạo không hỏi nó vô hai mình bắt hai thùng luôn. Ha ha. À. Nè đổ nước kìa lắm ơi. Bà tám lấy cái lưới kìa, bà tám ép vô trong cái kẹp rồi đó. Quá trời ơi, đi cái này. Quá. Cái nào giờ chín cháo hết trời luôn, không biết được nó bắt luôn cái nhà.
sao bắt đây? Cá từ từ. Rồi cái á. Cá gì? Không biết nữa. Nhỏ. Vừa. Cái sốt gì á. Bỏ đi thôi. Ai ngắt cái đuôi, ngắt cái đuôi, chơi này hôm nay cái chơi ở trong mông hoàng hồng nó ra rồi đó. Không phải đâu, ở cái đường này quá lâu rồi không có bắt nào có thể nó ra dữ. Giờ mình kéo lưới vào quá cà cá mò luôn cả nhà, hết luôn hết lưới cùng kéo luôn. Kéo mà tám ơi, cái bài quậy đó chừng kéo được rồi đó. Giờ nó hết rồi. Cái rồi đó. Cái này nó nhà
kia nhúng 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 quá trời ơi, lẹ đi. Cái này nó ra ngoài rồi, nó ra ngoài rồi. Cái gô này mà chi xù cho má me một cái tết ai mà tám rồi lắm. Con này cá nhà ơi, mua nó này nhung. Ô quá trời rồi, bữa nay sao mà vô mắm à. Phải chắc này phải được có tối trời ở đây tới tới tối luôn nè. Ồ. À nó còn cái sạch là cái sạch nó vô vô cái giỏ rồi cả nhà. Wow. Để cô nè. Con gỗ luôn. Để ra làm thế. Mẹ nhà ơi. Ôi. Trời ơi trời. Ủa cá nó bự. Thì ngồi nãy giờ mình mò được nhiêu nè cái nhà. Ủa trời. Quá trời bữa nay vô mắm rồi cái chỗ này bởi vì cái chỗ này người ta mà bơm nước lên lúa nghe vào chốt rồi nước nó sắc quá trời cá rồi. Rồi cua nè một cái. Ôi trời trời bự nhớ một cái chốt một cái. Rồi nước cá là rồi đó. Vô mắm nha, chảy nha. Cái này mò quá trời, nãy mới bước xuống mà cá bự gì nè cả nhà. Mò được cái chốt biết nói chuyện luôn nè. Đó. Đây lần đầu tiên mới mò được cá thác lát lớn nè cả nhà. Cái này cá thác lát nha. Đó. Thôi giờ mình cảm ơn bà cô chú đã theo dõi hết clip Thu Lôn Miền Tây Vlog nha bà chú. Nếu bà cô chú yêu thì nhớ đăng ký kênh